Sau một ngày cân hàng, chia đơn và gửi hàng đi khắp nơi thì đây là những cái lượng hàng còn lại của đợt một xuất củ hoa. Bên đây là hàng của Hà Lan, củ hoa Lion Hà Lan và củ hoa Lily. Đây là những cái trồng sọt ly kép, kép trắng Monica. Còn những cái sọt này là Lion và Lily. Bên đây nữa. Và bên đây. Những bao củ hoa rất là đẹp và đóng hàng rất cẩn thận. Củ rất là sáng, đẹp, tròn đều, không mốc nấm, không hỏng. Đã xử lý mầm hết rồi. Túi, mỗi túi là một khách hàng đấy ạ. Thật sự phục vụ khách hàng lẻ rất là vất vả. Nhưng mà biết làm thế nào được. À, khách chỉ có nhu cầu mua như thế thì mình cũng chấp nhận bán được thì là mình sẽ bán. Nhà vườn Đạt Nhung phục vụ khách hàng tận tình. Hàng chất lượng cao, đảm bảo chuẩn. Và nói không với hàng chạy quảng cáo, hàng kém chất lượng ạ. Bác nào mà lấy hàng uy tín để làm có một cái vụ Tết thắng lợi thì hãy gọi cho bên nhà vườn Đạt Nhung. Hàng tại vườn không qua trung gian. Giá đảm bảo tốt nhất thị trường. Hàng chất lượng bảo hành. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn ủng hộ bên nhà vườn em ạ.